Xin chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là gọi là một dung em ba đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với kinh nghiệm của Abdi trước khi mình vào video. Còn nếu nữa lại cho mình like xem cái nhà. Thì tại vì dạo này nó không có Abdi thì mới nên là mình không chơi kinh nghiệm của Abdi bạn ạ. Đấy, đây bây giờ này là dàn của Huyền, con nhà bà Thoại của mình bạn ạ. Huyền Thoại đấy, nó cứ phải gọi là người ta gọi là gì nhỉ? Legend Derby bọn ạ. Đấy, Legend Derby đó. Nó không thấy bọn này nhỉ? Chàng neo ăn đấy, đẹp chưa? Bây giờ các anh nhà phát hành King of Crab đã ra cái vòng mới bọn ạ. Cái vòng người ta gọi là cái vòng hào quang luôn. Đây, xếp hàng đây, mình mới huyền thoại cua, sắp huyền thoại cua 4 rồi. Phải đến cua chúa full, cô chú 5 mới có thể lấy được cả vòng hào quang. Và cô chú 3 là lấy được cua quỷ các bạn ạ. Ok, quá đẳng cấp. Được ấy. Rồi, bây giờ hôm nay là mình quyết định mình sẽ chơi anh hùm già các bạn ạ, hùm mỹ. Đấy. Hoặc là đây đây, anh hùm mỹ đây. Cơ hội là sơ 25% chí mạng. Ok, không cần đâu. Mình sẽ chọn cái đâu rồi, cái mũ cá mập đâu. Mũ cá mập bạn ạ, đấy, chạy cho nó nhanh. Đấy, vì cái anh này cũng có skin xanh, nhìn thế nó mới chất bạn ạ. Ok, đấy, hoặc là mình chọn mũ sam này. Đấy, nhìn chất chở, đấy, mỹ này, ơi, viking này. Đó, 600% skin vàng, vứt bạn ạ, đấy. Rồi, sừng ác quỷ, đấy, ok, nhưng không cần. Mình quyết định mình sử dụng samurai tăng chí mạng 25%, sát thương katana tăng 50%, ui vứt nha, trừ mất máu 30%, tấn công cộng 30%, hút sinh được 60%, ôi rồi, thế thế quái là cái này huyền thoại tăng nó 18% công nhở, thật đấy, siêu hiếm tăng 18% công này, ảo thế, huyền thoại 18% công cái này, 6 cộng hút 60% sinh được, tấn công 30%, ôi rồi, nha, thế nó dễ, nha. Rồi, hút 60% sinh lực à? Tức là mình đánh một phát mình hút 60% sinh lực của nó à? Ok, mình sẽ nâng với cái này. Giờ mình thấy là cái cua lớn nhanh, mình không còn thiếu nữa các bạn. Ok, mài làm sao? Hổ báo ấy à? Lâu rồi anh hùm mì anh không lên. Bọn này mô nó vô nó nấm nhau thì bà con ơi, đánh nhau phi ở phát để anh xử lý. Bọn này cứ phải để anh xử lý à? Ái à, dám đánh lại người thi anh công vụ hả mày? Cú cú ca, à nó ái à, ái à, ái à, nhơn anh. Ô, cứt bà đời. Con này có khả năng là cứt, nguy hiểm quá. Ây à, thôi. Lạc anh ơi. Mày à, vẫn còn hơi nhiều đi tôi. Anh đừng quánh em nhiều. Ok, được rồi, nè. Đáng định vừa quay lại. Ấy, mày định lấy cái gì? Định lấy cái gì? Ok, BT, ok. Ơi, đưa đây, nó phải như thế. Ôi dồi, kẹt mọi người. Ôi dồi, cho nó đập cho nó nát. Ái à. Nãy bà làm gì mình? Nãy làm gì? Nãy làm gì hả? Nãy làm cái gì? Lên dung da rùa hả mày? Dung da rùa đấy. Dung bờ rồ ấy, to hơn con này rồi nhá. Mình cần thiết mình vỗ giờ vỡ mõm luôn bạn. Đấy. Ái à, mày dám đánh đồng đội gao. Mày thấy chú mày rồi. Đây này, mày thấy chưa? Đẳng cấp. Tạm biệt chú nha. Tạm biệt lớp B thân yêu, nay em vào lớp 1 rồi. Đấy. Vì chúng ta không cùng đẳng cấp với lại đấy. Rồi. Ái à, anh chim gò nè. Ấy mấy con này. Nghe câu chuyện gọi là cái gì nhỉ? Bệnh giang mai chứ. Cá mập kìa, anh em thấy con tôm hùm to nhất gì đấy chưa? To hơn cả con cá mập này. Loài cua thống trị đại dương bạn ạ. Ơi là thiên đường rồi. Của con tôm đấy. Ok. Ái à, có chữ gì này? Và ra đây là chữ gì? Đấy. Mình có chưa? Amiga Bích. Ok, ái à. Mày tưởng mày có hiếp mà mày ăn hả mày? Nhờn, ai từ từ cắt con cá mập. Ấy, đấy, ăn đi. Rồi. À, ở bên này có đối thủ nè. Mình cứ tưởng nó là con NPC cơ. Vì nó bé quá. Ái à, cao siêu hiếm à. Ái à, não tuyết này. Nhờn.
anh em sức mạnh dọa trẻ trâu nhờ. Chúng nó vừa nhìn thấy ba chúng nó sợ cong đít lên đấy. Ok, mình bổ tất bạn ạ. Giờ mình mạnh rồi. Không, mình đứng tới ngoài, không ai đứng tới một bạn ạ. Thôi, mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Làm gì? Thắng làm vua, thua làm giặc lại. Ok. Làm gì? Bạn làm gì mình? Bạn làm gì mình? Ôi giời. Đấy, rồi. Bố láo à? Bố láo ăn cắp à? Thằng này. Rồ. Mày có tí xanh con nổ bắn ngoài. Con. Cút ra. Đây cầm cầm gọi là súng chân dần nhá. Súng chân dần. Đây, đẳng cấp. Nó phải gọi là ở tâm đẳng cấp. Này, cút ra anh. Ấy à. Câu siêu hiếm nè. Sao? Thế nào? Chạy đi. Ngon chạy cái nào? Nào, quay đi. Úi giời. Mình bật cực kỳ khổng lồ của mình lên. Không ai. Ui, top 8 nữa nhờ. Ồ, này quẩy súng đấy nhờ. Ok, này thì chạy. Luôn lách lư lẹo à. Ái à, căng quá nhờ. Căng quá. Ái, úi dồi, đập trò lên bờ xuống ruộng. Ok. Thôi, giờ quất thôi. Ra đây mới có cái hòn này. Cái con vừa đấy quất ai đâu. Căng. Vừa dám đánh đùa gà. Không có thằng nào phải nhập. Anh làm đi. Dưới này có thằng quất luôn. Cha. Này thì legend à. Cua quỷ à. Ấy à, căng quá nhờ. Ấy à, căng quá con ơi, cua quỷ căng quá. Leo lên quân trang, quân ạ. Đúng rồi, kìa. Oh no, bị cái gì? Đánh quân ạ, đúng rồi, quân ạ, hay em ơi. Ok, ôi mặt treo, quân luôn, thôi đằng nào thì mình cũng kiểu nó đang có dao ultimate thì mình chịu được rồi. Mà nó, con đấy nó chạy nhanh hơn mình cơ. Ok, thôi mình đập cho nó chết nó đi. Sao mình bị sao này? Ôi dồi ôi, cái con legend baby của nó mạnh quá mà con này. Này thì tham nam này. Cái con legend baby thôi bỏ con ơi. Bỏ lẹ. Đấy hồi báo cáo trốn với nó vì đang quay nhầm rồi, nhầm hiệu rồi. Cút ra. Thôi. Đấy. Lấy mày đánh ai? Khóa khổng lồ Titan này à. Đấy. Anh em biết Attack on Titan không? Đấy. Cái thằng nhân vật chính được cắn vào tay phát là nó hóa ultimate mà nào. Ok. Úi giời mỗi chicken up nha. Thêm đi. Úi giời. Sam mùng dùng. Chúng mày tới số mày. Làm sao? Thế à, thích lấy không? Nào. Đứa nào thích lấy đồ của anh nào. Ok, đứa nào thích lấy đồ của anh vào hết đây. Đứa nào thích lấy kiếm lửa của anh. Căng quá nhờ. Ok, mình quất con rùa. Ấy, ôi quất chết con rùa luôn ạ. Ấy, từ anh ơi, ra đây lưu kiếm lửa. Trời ơi, đứa nào định lấy kiếm lửa quá. Trời ơi, bơ dầu vít bơ nạ. Ok, nhơn, ê, sàn ê, đồ phò này, nhơn. Léo mày, em mày, này. Chúng mày nghe tin nhờ. Không. Anh trai, gọi là, anh lúc này trong, đang, thằng này. Anh đang bốc phát các fan đập mình nhờ, ảo thật ấy. Ok, đúng rồi. Mình phải đi tìm anh lúc này cho nếm thử mùi kiếm lửa hoặc là mùi đất nó như thế nào con ạ. Đấy, ok. Lao lên mùi thật à. Căng quá nhờ. Căng.
sao phút nhá. Nhá. Ok, bên lên luôn. Đấy. Ok, Quân ơi. Mình nhớ mình là rất quý trọng thanh niên này. Đấy. Thanh niên này. Đấy, đấy, em biết rồi. Dạ ngoài đây có câu là chó là bạn, không phải là thức ăn. Đấy. Mình thấy mình coi thanh niên này là bạn thì mình mới gọi thế thôi. Đó, ấy ạ, càng cút ra. Đấy. Căng quá nhờ. Này thì này, ok. Ô, mày dám đánh bạn đồng của ta. Thằng này. Ok, thằng này. No. Ai à. Mày bé tí mà mày dám hổ báo với gao mày. Ây, anh lớn rồi nhá. À thôi. Chấp nhường này. Nhường. Ai. Anh ơi. Ui, đủ đồ chú đánh được anh. Vâng, phát là chạy luôn. Đánh được một lần. Ai. Chân đi. Chân. Oh no. Ui. Nó sử dụng cái khẩu đại pháo con ạ. Ui, đại pháo mạnh lắm. Đi rồi. Đây giờ ai. Ok, bê đê. Ái à. Ơ sao đại pháo mạnh thế mà sao nó cũng mất cái tí máu này. Ảo thế đấy. Quá ảo con này. Ôi. Oh no. Xưng là đệ tử mà tại sao này. Dám lao quét thế này. Đâu rồi, con legend đâu rồi. Ơ, anh có bay rồi. Ái à, cờ him. Ái à, đây rồi. Quất luôn, sợ gì nhỉ. Quất luôn. Nào, làm sao. À, chú đến đây đòi nợ à. Thôi. Nợ anh còn chưa trả hết chú. Tuổi gì, cái gì đấy. À, con legend à, thôi bỏ đi. Không có đồ đi quất nhau nó đập cho vỡ món ấy. Nó lại bảo là cái gì nhỉ, người ta gọi là cái gì nhỉ. À, cái gì chùm thiên hạ nhỉ đấy. Con ấy giờ đang là ông chùm thiên hạ đấy. Tốt nhất là không nên đồng vào đấy. Thì anh em biết rồi đấy. Người nhỏ làm việc nhỏ, người lớn làm việc lớn. Mà dù mình chưa lớn thì mình chỉ làm việc nhỏ thôi. Ái hà, ya. Đã ái căng quá nhờ. Này thì nhờ, này đánh anh này. Cho anh chậm trễ vài giây nhá. Đấy. Từ bạn ơi cho mình xin. Cút ra. Ái à, mình kiếm xin nhá. Ôi giời. Mất công chưa. Thôi. À mình thích thì mình quất luôn. Lo cái gì nhở. Đó, thằng vua quân là ái à. Đi trước mặt à. Mày tới chỗ mày ơi. Đâu, ái à, vua cua đây à, em ơi. Lên quất đó. À. Ôi thôi, hết máu rồi, bà con hết máu rồi, hết máu. Ok, được rồi, hết máu rồi. Thằng vua cua chạy nhanh quá, bên ơi, thằng này lăn ba bí bộ à. Ái à. Ôi ôi, đập xa thế. Thôi, bỏ đi mà làm người con ạ. Ôi. Rồi, mình cảm thấy mình thật là có số mà ác bắt đầu. Ôi đồ, ui rồi. Mày tưởng anh không quá megabit mà anh sợ chú à. Ui nó khỏe thế. Nó khỏe vãi cứt rồi. Ái à, anh hóa gọi là trình độ titan. Này thì nhờn này. Quất luôn. Ui, lần đầu tiên mình có thể đánh ngang ngửa với một con megabit mà nào. Ôi. Ấy à, teo cơ lại rồi nhỉ. Giờ thì nhá, đại ca giang hồ cái nỗi gì. Lại đây, anh cho chú nếm mùi thế nào gọi là mùi đất nhá. Ôi, nó bắn cho. Ôi rồi, bắn lại, ok rồi. Rồi, mình sẽ không chết mạng nào nữa bạn. Thì top 3 rồi đấy. Ấy, từ từ anh ơi, từ. Si mê, đúng rồi. Chúng ta là bạn, không phải là kẻ thù. Ok nhá, ok. Đập cái chai đi. Ok, mình quất con rùa này cho nó. Mình có thể lấy kiếm. Oh no. BT anh ơi. Ái à. Ôi sao con này khỏe thế nhở. Ôi ôi, nó có cái gì ạ kìa, con này nó có cái gì ạ kìa. Ok, có cái gì. À, sao, làm sao, bạn thích thế nào. Ok. Ngu rồi. Mà nó mạnh vãi đạc mà. Ôi, mạnh thế. Quất vào toàn quân của nó nhưng mà thôi, chắc là chịu rồi, bạn mình không thể đấu tiếp nữa. Wow, level 37 luôn. Vâng, 230
235.000 điểm, 490 vàng và 25 kill. Top 3 các bạn ạ. Đây, đẳng cấp các bạn ạ. Đấy. Nhưng mà thôi, chắc là video này của mình đây là kết thúc rồi nha các bạn. Nếu các bạn like, xem đăng ký nha. Thôi, tạm biệt.